Talia là một nữ pháp sư trẻ tuổi, xuất hiện ở mùa 8 với giá 4 vàng, là một người dệt đá thuần thục với lòng nhiệt huyết cùng ý chí cao độ. Bị mắc kẹt giữa những lo lắng của tuổi dậy thì cùng trách nhiệm của người trưởng thành, cô đã đi qua gần hết khó khăn trên con đường tìm kiếm nguồn gốc thực sự của sức mạnh nội tại. Bị thôi thúc phải bộc lộ toàn bộ sức mạnh ấy ra thì Talia mới cứu được bộ lạc trước mối đe dọa của quái vật tấn công và sắp thống trị quê hương. Một số người lầm tưởng về vẻ ngoài mềm yếu của cô và đã phải trả giá, vì ẩn sau gương mặt non trẻ của Talia là một tinh thần đủ mạnh mẽ để di sơn đảo hải. Nhà vô địch Singer của chúng ta đã giúp cô khai thác hết tiềm năng cho một lobby nghẹt thở và giành chiến thắng thuyết phục để lên đỉnh vinh quang. Không dài dòng nữa, trận đấu sẽ được tường thuật ngay sau đây. You and me, we got this. Nhặt về bật mã ôn cầm gậy ở vòng chợ đầu tiên. Có thể nói là nhặt cả đồ lẫn tướng khi Ngộ Không là con tướng một vàng có khả năng gánh team cực mạnh nếu có nâng cấp carry lốc xoáy từ sớm. Sau 3 round quái đầu, Singer có thêm một gậy, một váy. 2.1 khởi động luôn bằng các nâng cấp siêu hùng. Lăng kính hội tụ của Lux, mỗi lần dùng chiêu thứ hai, kỹ năng của Lux gây thêm 180% sát thương. Siêu tăng trưởng của Lulu, khi tung chiêu, Lulu nhận 125 máu cộng thêm và 25 AP, hiệu ứng có thể cộng dồn. Mỹ Hồ Vương của Ngộ Không, cả team được hồi 75% mana sau lần dùng chiêu đầu tiên mỗi round. Cũng là khỉ, nhưng đây không phải nâng cấp carry mà thiên về hỗ trợ nhiều hơn. Cơ mà Singer vẫn chốt Mỹ Hồ Vương thay vì phải ép mình vào Lux và Lulu. Up cấp 4, thêm Rao kích vệ quân, một hệ rất ngon đầu game để chống lại sát thương từ đòn đánh tay. Dù đối phương chỉ mới cấp 3, nhưng Singer vẫn quyết định tối ưu sớm nỏ set cho Blitz và dễ dàng có khởi đầu thuận lợi. Nếu anh em nghĩ chỉ cần đặt carry tay dài phía sau tranh cơ là đủ an toàn, thì hãy nghĩ lại ngay sau combat này. Trước mặt Lux là ba con tranh cứng cáp, nhưng vì anh tấn xếp thiên hết về bên trái và đối thủ lại trải dài các tướng tay ngắn theo hướng đối nghịch. Thế là Vi đi thẳng đến chỗ Lux và đấm vô cùng thoải mái. Gangplank sau khi cùng đồng đội tiêu diệt Blitz thì quay đầu hạ nốt Lux. Mất đi carry, còn lại hai tướng tranh là quá khó cho Singer rồi. Một trận thua khá đáng tiếc dù team không hề yếu. Vòng chợ 2.4 có rất nhiều sẻng, nhưng anh tấn chê và nhặt về giọt nước. Đã là cấp 5, thêm kẻ bất dung thứ vào sân, dù không kích thêm hệ gì nhưng đơn giản hẳn có hất tung, có thể thay đổi thế trận trong thoáng chốc. Có đầy đủ công thủ và hiệu ứng khống chế đã giúp anh chiến thắng round này. Người đá trả về 2 kiếm, 1 găng. Có thể thấy nhà vô địch của chúng ta đang có một lượng đồ hoàn hảo. Sojin và găng bảo thạch được lắp cho Lux, một món hồi mana, còn một món khuếch đại sát thương. Còn lại một kiếm thì mình nghĩ sẽ là diệt khổng lồ nữa, là xong bộ ba đồ công. Đối thủ lần này là đạo trích nhưng đã tối ưu hết đồ rồi. Dây chuyền Solari, truy phản kích và bàn tay cung lý là các món đã được lắp. Hai bên nhiệt tình trao đổi chiêu thức, những quả cầu của Lux và Ezreal tung ra liên tục. Đến sau cùng thì cặp trai xinh gái đẹp này cũng phải chạm mặt nhau. Và anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lux mang về trận thắng thứ tư cho anh tấn. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao bất ngờ khi lần này là sự có mặt của các nâng cấp kim cương, vé trúng thưởng, lối đi riêng và vương miện ma pháp sư. Lối đi riêng rất mạnh mẽ nhưng team đang có form mạnh rồi. Giờ mà chọn thì việc đổi lại khung sẽ tốn chi phí và khó khăn hơn. Vé trúng thưởng dù cho nhiều lần free roll, tuy nhiên việc gia tăng sức mạnh ở thời điểm này lại không có nổi bật. Chỉ còn vương miện ma pháp sư là thích hợp nhất vì anh tấn đang có đồ cho Talia, một ma pháp sư đang rất hợp meta và cũng đang có sẵn hai ma pháp sư rồi. Và chính xác, đó là lựa chọn cuối cùng. Up cấp, thêm Sona và Yumi để có 4 ma pháp sư, lẫn tình nhân và vệ binh tinh tú, kích hệ là hoàn hảo. Găng bảo thạch được trao cho Sona và môn lèo cầm ấn ma pháp sư. Phía bên kia là năm đấu sĩ đã có Soraka từ sớm. Jax có áo cho bóng tối, cứu anh được một mạng nhưng không thể nào mà trường sinh bất tử. Một lần nữa lại là Vi thông minh đấm vào Sona. Đại cầm nữ đáp trả bằng những cú gầy đàn đầy nội lực, triệt hạ được Jax. Quả cầu ánh sáng của Lux nổ tung Soraka và kết thúc round.
nên anh dùng đến lượt đổi duy nhất. Trước khi làm điều đấy, anh cho các cuốn ký hệ lung tung ra ngoài sân, chỉ để lại mỗi ma pháp sư. Và quả thực nó rất hiệu quả khi ra trái tim ma pháp sư và anh nhanh chóng trông ngay. Rất là khát nước, Xuyên cưa áp luôn 8 và làm một nháy, có được Echo và cho vào sân tham chiến. Chạm trán 6 song đấu, ngựa Rel với vệ quân chống chịu cũng lâu, nhưng bên kia có Nila 3 sao cùng vuốt rồng và dây chuyền Solari cũng không kém cạnh. Chưa tính đến phía sau còn có cả thượng phương bảo kiếm Kheo 3 sao, thì anh Tấn nhận thua round này cũng chẳng mấy bất ngờ. Lại một lần nữa, Lobby chê cô nàng Shinra cầm giọt nước, và thế là cô ta thuộc về Xuyên cơ. Đã roll rất nhiều từ 4.5 sang 4.6, nhưng anh Tấn vẫn chưa thấy mặt đá thủ đâu cả. Bù lại, Lux cứ ra dù đang cấp 8 rồi. Đúng là game tỷ lệ mà. Một lần nữa phải đối đầu Tế Thiên Đại Thánh. Con khỉ này một gậy định giang sơn khi mà anh Tấn chỉ đang dùng con một vàng để cầm đồ carry và đốt máu cũng chưa có để giảm hồi phục của Ngộ Không. Cơ mà không sao, dù gì cũng chỉ thua đẹp với một chest mà thôi. Đã có giáp máu rồi, giờ sâu mặt ngu cho luôn hai mảnh giáp cùng một diều chọn mảnh để anh tự quyết. Lux lên 3 sao luôn. Người ta chơi Lux reroll thì ở cấp 5, còn ông này đánh up cấp cũng ra Lux 3 sao ở 8. Cạn từ là những gì tôi có thể nói về cái tỷ lệ tướng của con game này. Talia cuối cùng đã lộ diện và thay vào vị trí Sona, lấy thêm một giọt nước từ diều và lắp cho Shinra búa xanh. Cô lần lượt kéo Sona và Echo vào tham chiến. Zed với tin tặc được Hecarim đưa vào tuyến sau đứng ở giữa, nhưng được cộng thêm tầm đánh như nâng cấp siêu hùng cảnh giới thượng nhân. Thế là dàn sau của anh Tấn bị sát thủ bóng đêm càn quét, còn tiền tuyến thì bị Miss Fall xả báo đạn, tạo nên thế trận bánh mì kẹp thịt hoàn hảo. Xuyên cơ thua trận và còn 5-3 máu. 5.2, sau khoảng thời gian dài thì Talia 2 cũng đã có. Dùng tháo đồ, chuyển đồ từ Lux sang. Dù là Lux 3 sao, nhưng về khả năng gây sát thương diện rộng và clear sàn thì Talia vẫn tín hơn nhiều. Với hai lần tung chiêu thì Galio 3 sao địch đã bay màu, không kịp hồi máu để có quay cho Lulu có đất diễn, đánh chia tay Lobby và dừng ở vị trí thứ 7. Lo sợ gặp lại nhà Z nên anh Tấn xếp bò góc để bảo vệ Talia. Nhưng đối thủ lần này lại là 8 đấu sĩ. Cũng trâu, cũng nhiều máu đấy. Nhưng anh Tấn bảo là biết gì khổng lồ không? Những bức tường được dựng lên bởi thợ dệt đá Talia gây sát thương khổng lồ. Và Jack dù có áo choàng lẫn huyết kiếm vẫn không thể hồi phục kịp trước sát thương sốc cực thốn từ 6 ma pháp sư. Không chỉ may mắn, anh Tấn còn cho thấy mình cực kỳ nhanh tay, liên tục là những pha đảo tướng để đòn đối phương, không chỉ một hai quân mà đổi nguyên team luôn. Lần này cũng là Z nhưng không có tin tặc và là một sao. Sát thương nhà họ chủ yếu đến từ Kheo 3 sao. Nila chống chịu và quất roi hết hàng trên của Xuyên Cưa. Tiến đến thì được Lux tiếp đón nồng nàn bằng một quả cầu chí mạng kết liễu. Kheo và Talia solo. Chiến thắng thuộc về đá thủ khi vạn lý trường thành được dựng lên và nổ tung Kheo trước khi cô kịp tác động vật lý. Trong lúc cận kề cái chết thì nhà Z đã lên được Z 3 sao. Xuyên Cưa có lẽ sẽ là người mở hàng cho lần xâm lăng này của hắn. Z bay thẳng ra sau nhưng anh Tấn bọc rất kỹ rồi. Shinra kéo thêm chi viện, hất tung Z. Sau đó hắn ngay lập tức đánh thường hạ gục Shinra và phân bóng vào trong, dọn dẹp nốt phần còn lại. Bắt lại Sona, áp cấp 9 thay cho LeBlanc và cho Rel vào kích vệ quân và 5 vệ binh tinh tú. Nhà Ngộ Không kẹp thêm tin tặc và hắn bay ra sau cứ như cưỡi cân đổ vân vậy. Dùng gậy như ý thần thánh, lão tôn xoay chuyển càn khôn và khiến yêu ma nhà Xuyên Cưa không có đất diễn. Sát thương chính bị triệt hạ, không có đốt máu thì Ngộ Không cứ thế mà tiến tới dọn sạch bàn cờ cùng con mồ lèo phía sau. Nếu đối thủ đã thích móc lốp thì Xuyên Cơ chiều. Anh cho các carry lên trên, chia mỗi con một bên để một con có ra đi thì vẫn còn dự bị. Ngộ Không được xếp về hướng của Talia, bay vào sau đang gõ phi đồ thì mana đã đầy. Gậy như ý được xoay. Có thể thấy dù tầm xoay của Ngộ Không khi hiển thị thì không rộng đến chỗ Talia, nhưng vùng ảnh hưởng thực sự là có. Đá thủ bốc hơi cho một nốt nhạc. Tuy nhiên Lux làm rất tốt, tiêu diệt mồn lèo và các quân còn lại. Chỉ có một mình Ngộ Không mà thôi. Nhưng con khỉ này thực sự là đấu chiến thắng Phật, khi lần nữa mình nó lại cân hết và khiến anh Tấn còn vỏn vẹn 12 máu.
Sau một lúc suy nghĩ, anh Tấn quyết định cho Sona thay bò và Janna thay phi đồ để kích luôn 8 ma pháp sư. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Anh dồn tổng lực để có đủ đam làm thịt con khỉ này. Đảo Annie xuống cuối để Ngộ Không focus. Talia và Lux cũng được đổi chỗ cho nhau. Lux nhanh chóng phải có số phận như Talia ở round trước khi phải nằm xuống rất sớm. Tường giới thạch của Talia lần này được tung ra nhiều hơn, clear sàn rất nhanh. Yumi có áo cho bóng tối cũng không thoát được. Fido được Sinva lôi vào trận chiến. Bão quạ lao thẳng đến chỗ bật mã ôn. Gió mùa ngay sau đấy cũng đi đúng quỹ đạo, hất tung con khỉ lên trời. Eco làm chậm, Janna gọi gió liên tục. Talia chỉ việc đứng ngoài xả sát thương cùng sự hợp sức của LeBlanc. Lớp giáp ảo của Annie quá dày dặn. Những quả cầu nội tại của ma pháp sư cùng lúc nảy lên rồi vào Ngộ Không và cũng là hồi kết của trận đấu. Chiến thắng với 4 chess là đủ để 20 máu của đối phương bay màu. Có thể nói cho đến thời điểm này của mùa 8 thì các carry sát thương phép vẫn tỏ ra tín hơn nhiều so với các carry đam tay. Và Talia ném đá giấu tay đang là bài meta cực kỳ mạnh mẽ với sát thương ảo ma Canada. Anh em hãy thử trải nghiệm ngay nhé. Tụi mình đã có video giáo án cách đây không lâu, anh em hãy bấm vào xem lại để có leo rank thần tốc. Chúc anh em thành công viên mãn và đừng quên để lại một like, một share, một subscribe nhé. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Shopcafenhanpham.com, siêu tháng 11, siêu to cuối năm, siêu hạ giá kho nick liên minh và đấu trường chân lý, sở hữu tài khoản ngay bây giờ chỉ bằng nửa giá cũ, siêu thật, giảm thật, chỉ có tại shopcafenhanpham.com, đường link sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé.